Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tin Sắt Tới Thắng nha bà con. Bữa nay là 17 tây tháng 8. Cái này em lên em test cho anh em cũng như cô chú mình tham khảo cái đầu máy Mitsubishi TU33 cô chú, trong khoai 43 nó lộn TU33. Cái này là cái động cơ nó, em nhớ là cái nòng nó 36-37 ly vậy nè, mà hầm hú vậy nè, mà giống như nè chụp giật lớn, chụp giật cái 330 á, chung lớn vậy nè. Cái này là máy mới nè cô chú, là máy mới, nhưng mà cái này là em cũng xin nói rõ luôn ha, cái này là hàng Trung Quốc nè, hàng Trung Quốc. Cái ưu điểm lớn nhất của cái hàng Trung Quốc á là cô chú mua hàng ở đâu nó cũng có, chứ chỗ đó là cái thị trường nhiều khi người ta có, đôi khi người ta muốn cắt hàng Trung Quốc nhưng mà nhiều khi là người ta không dám cắt. Em nói này là nó hơi thực tế luôn á, tại vì có một số anh em cũng như cô chú còn ngại là một số hàng Nhật mình mua đồ nó khó, nhưng mà đặc biệt là đối với dòng Trung Quốc, tuy về chất lượng nó thì nó thua mấy Nhật xa ha, nhưng mà linh kiện đó, chỗ linh kiện là cô chú mua cái dính gì nó cũng có, nhưng với nó dễ. Cái thứ hai là nó rẻ tiền đó. Giờ bữa nay em lên đầu máy mới này, tùy cô chú thích xài hàng Nhật, cái hàng mới thì tùy cô chú tham khảo ha. Coi cô chú coi cái nói chung là cái kinh tế của mình hoặc là cái mục đích sử dụng của mình là không có quan trọng hay là quan trọng thì mình cân nhắc để mình xài ha. Giờ cái động cơ này là TU33, em quay kỹ cho cô chú mình coi lần nữa ha, máy mới. Bên em cố gắng cái chuông vô để mà thử nè, còn khi em bán là không có cái bắp chuối này ha, không có cái chuông này, cố gắng em đổ xăng vô sợ là mình giật cái nó bung bố. Rồi nhờ con test thử cho cô chú mình cái này, bên em có đổ xăng một tí xăng rồi, để test cho cô chú mình nghe cái tiếng nè. Cháy được rồi con, cháy là mẫu rồi, cháy à, cháy là mẫu được rồi. Còn hết đầu rồi cô chú ơi, muốn hết rồi. Rồi con tắt con test lại cho cô chú mình coi nha. Nó chạy thì vẫn tốt bình thường, nhưng mà cái độ bền thì nó bằng ra. Rồi ok con trai. Cái này bên em đang bán với giá là 900.000 em bao ship toàn quốc cô chú. 900.000 em bao ship toàn quốc. Đó, nó vậy đó. Về cô chú mà có cái đầu máy không thôi là ở nhà mình có cái máy mà nó bị hư mà chữa nó tốn tiền quá hen, thì cô chú có thể cân nhắc cái này chung lớp TU33. Em có còn ít đầu thôi cô chú ơi, này mã số 21 có ngày 17 tây tháng 8 cô chú, 900.000 bao ship. Là những cái máy mà TU như nè, cô chú lấy cái nào cô chú lấy, hàng mới hàng thùng ha. Rồi nhờ con tiếp tục, giờ em bán đầu rồi, giờ con có thể cái đầu nào vô cũng được. Này, em còn ít. Cái này là Mitsubishi TL23, này mấy hàng Nhật nè. Máy này thì thùng xăng nó bể, xăng nó bể nha cô chú. Cái này cô chú nào có chốt máy này thì em tặng luôn cô chú mình cái bình xăng khác nha. Về cô chú chạy này cô chú gắn qua TU26, TU23 nó lộn. Cái này cô chú lên bình xịt thôi, có cần vắt cỏ cô chú lên. Này là máy bãi, vô lửa còn sáng nè, tôm thì mới gắn. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Em nghe nó kêu mà em không biết là kêu đâu. Cái này cô chú nhớ, cô chú nào có chốt này thì em tặng luôn cô chú cái bình xăng con nha. Cái bình xăng bự chứ không phải nói lộn. Bình xăng con căng à, bình xăng zin nó còn vậy nè.
chuông. Ừ, ngày kia quá trời. Rồi con giật tết nhà lên coi vú mình coi. Để bên bố. Lên ra. Làm bên bố mình kêu con lên ra nữa. Đúng rồi. Cái đó không được đâu coi. Cái đó dán không được. Rồi mấy nó hơi kêu đạn rồi cô chú ơi. Hơi kêu đạn vậy cô chú chịu khó mở ra thay đạn hay gì ha. Cái này em tặng cho cô chú là cái bình xăng lớn nè. Nắp e đầy đủ. À, máy nó chạy rồi em nhớ mấy nàng tài làm. Này em bán cô chú 1.050.000. Mão đồ đầy đủ hết cô chú. 1.050.000. Rồi tiếp tục con trai ơi. Số này là số 22 cô chú. 22. Này lấy mấy đĩa cành này cho hết luôn đi con. Này là mấy đĩa cành TH23. Cái này là cũng con ấy đổ của em nè. Cái này em có thay cái hộp sên đó rồi cô chú. Giờ cô chú làm chạy là ok đó. Nói chung là chạy là cô chú sử dụng thôi. Cái này tỉa hàng rào, tỉa cành gì, tỉa nhánh gì cô chú muốn tỉa gì cô chú tỉa. Rồi nhờ con test cho cô chú rồi. Cái dòng Kawasaki này nó bền dữ lắm, bền luôn. Giữ dần bền luôn. Này đầy đủ phụ kiện hết cô chú. Thiếu nắp chụp e nè. Cái này là cô chú về ấy nhẹ là chạy liền luôn á. Anh em tính cô chú 650 ha. Cô chú về xúc nhẹ bình xăng thiếu nắp chụp e cô chú. Lá này có gãy con lá này. Số mấy con? Dạ 23. 23 650 trong bao ship. Bô còn trắng. Tiếp theo là một em. Cái này là Hitachi. Hitachi trong cấp khóa trên đây. Khóa gà. Cái này thì bị mất tiêu cái vú bơm mà. Biền hàng xóm nào bóp bể vú. Thường chồng bóp không có bể vú mà thằng hàng xóm bóp thì bể vú. Nói chuyện cầu vú mà nó thường thắng lấy sàm. Gì anh Chi? Chi muốn lại đổ bò ngọc. Cái này Hitachi cô chú. Này nó còn đầy đủ hết trơn nè. Găng cỏ nó còn đầy đủ hết. Nhớ cái lậm mấy nó chạy rồi kêu anh nuôi gì chống rồi gáp cái dàn cầu cho dân 2.000 để không giận nè. Rồi nhờ con chết hàng cho cô chú mình nè. Ừ cái nãy con dưới đem về đó. Dàn cầu cốt lắp một lát cho dân 2. Nhân này tắt nè, con tắt hướng nào nè, con tắt rõ vậy chưa rồi, nó muốn chạy đó, rồi về cô chú chưa khói xúc bình xăng lại nghe, nước cái ra cái này giống khói nhưng mà nó còn chạy được, sợ thiệt chứ, bể lá này cô chú, này em tính cô chú 550. Này đầy đủ hết, giờ cô chú xúc bình xăng rồi cô chú xài thôi. Này tới gần Tết không thôi gì cô chú tỉa hàng rào im lắm. Cái bình thường là cầm kéo nhấp cũng được nhưng mà nó lâu. Cái này cô chú xoẹt ngang cái. Còn hồi nó giống như người ta kêu là hết cái đầu mà không đều ra kêu con gì. Sạc găng không thì cô chú do kỹ thuật tay nghề cô chú thôi nha. Sạc găng. Còn tiếp tục cô chú là cái con Mitsu nè. Nãy số mấy con? 24 là nãy 24 là 550 cô chú. 24 là 550. Này tới 25 nè. Cái này là cái con Mitsu đó nhưng mà nó dạng như đời nó đời cổ á. Nó lâu đời nhưng mà được cái mấy dòng này là nó bền. Giá tiền. Nước không luôn. Cái này bị tụi em mới tắm rửa. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú bên đây.
chuyển về thử máy chuyên nghiệp của ta lên ra làm thiệt thiệt cho mai mốt quay chuyên nghiệp nữa là ok đúng không? Đó. Rồi cô Mitsu làm lưỡi đầy đủ nè, cái này cô chú về là xúc bình xăng là cô chú sử dụng nên không thiếu gì hết. Cái này tính cô chú 500 là cô chú có cái máy tỉa hàng rào luôn, bao xếp tận vườn luôn. Con này nó gãy tay lái cô chú, cái này cô chú nào lấy về cô chú chế cho mình ha. Này con giật cái này bán rẻ cô chú. Nó hai mấy? 25 500. 25 500 ngàn cô chú ơi. 25 500. Trời mấy gì mà nó chạy được hay rồi chứ. Nên em tính cô chú 350. Là 26 con. 26 350 cô chú. Con này HPB 2002 dòng cây Uvis cô chú. Cái này nó đủ hết trơn luôn nè. Đủ hết luôn. Chơi rửa luôn. Thì em còn nắp chụp e đầy đủ cô chú. Bình xăng không lủng luôn nè. Made in Japan. Rồi, giờ con test hàng cho cô chú nè. Được. Lấy cái giò mày ra khỏi lưỡi chưa. Mình có một hồi đáp mày không? Con kéo nó bắt rồi con có giật. Con chó này nó giống như nó ngủ quên rồi cô chú. Hai rồi thôi đi con ơi, shipper kiếm mấy con ra kiếm mấy anh shipper đi rồi nhờ nhìn mở bui coi có lửa không con. Đúng le gì đây? Đúng le à. Chó này thấy ghét quá. Rồi thôi coi giật con chó cà táp hồi táp rồi không thấy ghét quá cô chú. Này em bán cô chú 400 ngàn bao ship cô chú 400. Chú về lấy bình xăng con nồng hay gì cô chú coi chụp giật đây mấy có lửa. Hai 700 400 cô chú. Này như nó cứng hay giờ con giật cái nó có hơi không? Ừ, bị cứng. Này bị cứng, cái này em bán cô chú cứng rồi cô chú. Cái này 27 này 28 này em tính cô chú 250 thôi. Đầy đủ về cô chú có dọn lên được cô chú dọn, còn không dọn cô chú kiểm tra là cái nồng máy nguyên thủy vậy nè. Cứng. Này 27 thì 400, 28 250. Này con bỏ này qua bỏ luôn đi.
Ừ, cái nào cũng được. Cái này là cái Magu 26, ngoài này gắn chụp giật của 20, cái này Magu 26 của chú. Nhưng mà máy này máy thu khách nha. Cô chú nhớ lưu ý là máy này thu khách chứ không phải là máy bẫy nha. Máy thu khách của chú ơi. Này đặc biệt là cái chuông này hay dễ bị hư nhất nè, cái này nó còn cái chuông nè. Máy thu khách. Tại nhiều khi nhiều cô chú là nói em không có báo là máy thu khách mấy kia, bình xăng con gom gồ còn. Nhà con test thôi. Tiếng gì không chạy nổi đâu rồi. Tiếng gì không chạy không nổi đâu. Chắc cái nồng hư rồi. Này cô chú gì lấy được cái gì cô chú ha. Cô chú lấy bình xăng con hay là chụp giật cái bình xăng vậy ha. Này em tính cô chú là 350. Thiếu nắp bình xăng. Gọn lấy chụp đích. Chụp đích hay xài lắm. Có mấy không? Dạ 29. 29. Rồi tới con 30 nè, con này là ế triền miên hoặc triền miên luôn nè. Ấy lâu lắm rồi nè. Con Mitsu mấy con? 2210. 2210. Rồi nhà con test hàng cô chú ơi. Cái này bên em không có người dọn nó chứ máy này dọn lên chạy ok lắm nè. Cái này kim nhôm. Cổ xăng em nhớ ấn tượng là cổ xăng mấy nỉ lỏng là con sẵn con xiết cái cổ xăng vô cho cô chú mình luôn á chứ. Nhà hai ốc chích này nè. Xiết vô. Rẫm cổ trong á. Này cổ đó. Đó, còn đó đó. Đủ ít. Hấp dẫn gì. Chừng đem mấy cái ống lỏng vào trong ống 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 này dưới này hả? Hả? Này dưới này dính con 200. Hết tiền tiêu người yêu tôi cũng bán. Rồi. Cái này yếu hơi cô chú ơi. Yếu hơi. Rồi. Yếu hơi nhưng mà cái này nay em nhớ hổm giật nó cũng chạy. Nhưng mà cái này yếu hơi chắc xếp bạc. Lỡ mở ra cho cô chú mình coi luôn chỉ con cuối cùng của lô này. Mở gửi nồng cho cô chú coi. Đầu tử chứ. Cái bồ nãy giờ có sâu chứ. Ây da, mở cực nghe này không biết con ốc bắt đây không nữa. À, không có. Có tự chỉ. Đây sẵn em mở cho cô chú mình coi cái nồng luôn cô chú. Cái nồng còn đẹp trai không mà nó yếu hơi. Chắc bị dính đạp. Mấy đó khách chốt rồi quên gửi. Anh nên lấy bà không cái. Cái này thôi. 50.000. Tôi còn ngắp rồi. Cái tuổi này gì đình mộ. Mở cái này ra dính hai ngắp cho này thì được chị. Hai ngắp cái này. Cái bán này thì chị tiền ngắn đây ngắn. Tiếng mua bán. Trời. Nó khó. Lên tay cầm cái này đến 200.000. Mấy
kiếm mình được rồi, bán từ kia lên để cầm lên như thế này nghỉ bán mà. Bao nhiêu tiền mà đồ nó. Anh chú đợi giùm em tí xíu nha. Bị này không có xài bằng súng bởi cái tốc độ chậm quá. Mở nó lâu, mất thời gian. Có lữ mình cũ gắn kiếm đi đổ ngồi một nãy giờ mua lấy cái chú thì lấy gì bán cho anh ta đi mà không thêm cái này nữa nè lên để cầm cái gặp rồi cố gắng đợi giùm em tí xíu hàng đêm nhờ chuyển lên nó mở ra coi thử cái coi chú dạ quá chú tạm bấm lên đi rồi mình nào mở ra xong rồi ngồi tiếp để đâu này vô đỡ chơi luôn rồi quay luôn quay dù luôn. Ừ. Quá trời gao nè. Nó mở ra lần nó cực. Chụp giật cho lực này tiền không nè. Chụp giật nè. Rồi. Rút luôn. Mở bộ luôn. Không có búa không biết mở được không, thường có búa gõ gõ dần dần lên cái đó mở cái góp ra vậy. Cái này bán coi chú không được có máy thì em mở bằng giả đồ món em bán luôn, em bán chụp giật này nè đó, chụp giật này được 100 mấy nè, bị dẻo gì không nó xét. Ừ. IC rồi chắc ăn IC hôm qua bữa đó mình thử nó còn lửa nó còn nổ. Con mở rồi nhắm dễ không mấy con, mấy con rút cái nồng luôn á. Rút nồng có hai con lục giác rồi rút lên cái sực cây lên luôn cái nồng này nó cứng. Tôi mình đâu mình sợ lỡ nữa. Ừ. Dành luôn nói con lên làm cho câu thắng, câu thắng kêu giả máy cơ bắp con chuột con lên giết máy nào con cũng biết giả vậy còn giáp con không biết. Thì câu thắng toàn bán phế liệu lấy gì không biết giáp. Dạ ra bán cơ món, bán cơ món rồi rút nông luôn. Ừ mình còn gì đâu nữa mà sợ, bán này đâu có tài gì nữa đâu. Rồi leo dít chấn nó xuống cho nó rút này cống ống xăng nó ra đi rút nghiệp kìa nè, đây gan dít con dít cái nó xuống. Cô chú gắng đợi em tí xíu nha, cho cô chú coi video của em nói coi video con thắng ta buồn ngủ cũng chết vậy. Biết đâu nó cũng giúp cho mình ngon nhất đó, một ống
Cái này hàng zin đó, gì cô chú ơi, gặp mấy hàng mà nào mà mình có quái rồi cái là chính bạc không? Bạc dính cứng ngắc, dính bên bởi hàng chi giật nó không chạy nè cô chú ơi, giật nó không chạy. Em gờ nữa coi, cái đồng này cô chú còn xài được lành luôn, có bạc dính nè, bởi nó yếu hơi, bởi giật nó mồi nó chậm nổ. Để em quay cho cô chú mình coi. Đó, nó còn láng. Này cô chú, có chỗ này nè, có chỗ này nó hơi dở tí xíu này, cô chú về đánh với nhám nhẹ tí xíu chỗ này ha. Cái đường rảnh này nó không có đường rảnh mà nó cái áo nó sờn nhẹ đi. Rồi, có bạc ở đây thì dính cứng ngắc nè. Bạc dính rồi bởi cô chú nãy giật nó không chạy như một lá. Rồi, cái này bán cô chú 400 ngàn bao ship. Là con số 30 là con cuối cùng của video này cô chú. Vì anh Tài. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Rồi cảm ơn mấy đề nha. Chào cô chú.